Huyền Thoại xin chào cô chú anh chị đến video tiếp theo của Huyền Thoại nha. Thì có một cô ve chai để lấy ve chai của chú anh chị. Thì bé Su này của chú anh chị thì đem ve chai cho cô này nha. Rất là quý thưa cô chú anh chị. Bỏ cái đó kêu bằng cái gì ta? Bé Su này của chú anh chị. Dễ thương luôn. Để cô cũng đem ve chai cho cô ve chai này nha. Có cô đến mua hàng luôn cô chú anh chị. Thì đây là anh Hải chồng chị làm lon nha. Về đi chị mới về cô chú anh chị. Thì bằng hàng của chú Linh nha cô chú. Rất là quý luôn cô chú anh chị ơi. Đang ngồi quay tính tiền cho chú anh chị, cho máy tính luôn á. Thì cô bữa nay lại lấy chai nha. Thì ba cái thùng mình tông này gói hàng đó chú anh chị. Thì cái xu nó ra đó bỏ cho cô chai này nha. Là quý này cô chú anh chị. Hồi thấy con có bạn tính tiền. Thấy nhân viên cháu Hồng Đoàn lấy tiền của chú anh chị. Có tiền để cắt nha. Thì đây là các con đồ ăn giặt của cô chú. Cái xuồng này cô chú cho cô ve chai nha. Rất là quý luôn cô chú. Mấy đứa con đoan rất là ngoan của chú anh chị, biết phụ mẹ hay quét nhà, biết làm công việc nhà luôn của chú. Rất là thương luôn của chú ơi. Thì
clip đây Thọ cũng xin dừng nha các chú, chú anh chị có gì Thọ quay tiếp nha. Thì hồi dẫn clip thấy cô ra ăn vô có gì nữa cô chú anh chị. À màng lộn dép của chú chị ơi. Cô lại mua thêm của chú kìa. À bịch bịch đây là bịch nga hay là bịch nga đó. Bỉ nha cô chú anh chị. Thọ cũng xin dừng clip ở đây nha. Có gì Thọ quay tiếp. Đây chú anh chị nha. Thì Thọ thấy có một cô hàng nữa của chú anh chị. Thì bé xui nằm quét nhà nha. Con của chị con. Vừa bé Ken cũng lấy bao rồi gói quà cho khách nha của chú anh chị. Rất là quý của chú anh chị ơi. Quen luôn. Quen rất là quen của chú anh chị ơi, biết có quà cho khách không chú? Cái cô ở trong xe nó ra cô chú anh chị, giờ đỡ cô nó ra nha. Tấm lòng nào quý cô chú anh chị, thầy cô xong rồi cô chú anh chị, thì cô cũng ra luôn rồi, về luôn rồi. Họ cũng dừng clip ra đây nha cô chú anh chị, có gì họ quay tiếp nha. Nhớ like ủng hộ cho hội một đăng ký 1 ký nha cô chú chị. Mời cô chú nha.